Kết thúc năm học, kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian được các trẻ em yêu thích, bởi đây là dịp để các em được tận hưởng những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và rèn luyện kỹ năng sống. Nắm bắt tâm lý đó, các bậc phụ huynh cũng đã dành nhiều sự quan tâm hơn, tạo điều kiện để con em mình tham gia các hoạt động hè bổ ích, thiết thực để các con được thư giãn sau chuỗi ngày học tập ở trường. Từ những ngày cuối tháng 5, chị Nguyễn Thị Kim Ánh, phường Khuê Mỹ, quận Hoành Sơn đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về các lớp sinh hoạt hè tại Cùng Thiếu Nhi Đà Nẵng. Ngay khi có thông báo chiêu sinh, chị Ánh liền nhanh chóng đến đăng ký các khóa học phù hợp với sở thích của con mình. Từ khi học bé học lớp 1 á, là khi hè là phụ huynh đã đăng ký bên này rồi để tìm kiếm sân chơi cho bé vừa học vừa có thời gian nghỉ ngơi á. Chứ còn ở nhà thì bạn cứ xem tivi thôi, đâu có thời gian mà chơi giao lưu với các bạn, rồi có thời gian học các môn năng khiếu, bơi lội, tham gia các hoạt động ngoài trời như bóng rổ rồi đó, bóng bàn. Cũng như chị Nguyễn Thị Kim Ánh, ngày nay các bậc cha mẹ đã dần quan tâm nhiều hơn để việc hỗ trợ con tham gia các hoạt động ngoại khóa và dịp hè, thay vì gò bó hay ép buộc con mình vào những khóa học phụ đạo, chương trình sách giáo khoa. Từ nhận thức đến hành động, sự thay đổi này đã tạo điều kiện cho nhiều bạn nhỏ được tiếp cận với các môn học năng khiếu, các hoạt động thể dục thể thao mà mình yêu thích. Vào mùa hè thì con nên dành thời gian để đi học những môn năng khiếu hơn, bổ ích hơn ở nhà xem tivi. Dạ, theo em thì ngoài việc học tập trên trường thì chúng ta nên dành một ít thời gian để phát triển năng khiếu của bản thân mình. Thay vì chúng ta cứ suốt ngày ngồi học thì chúng ta phải rèn luyện thêm các môn năng khiếu khác để có thể giải trí bản thân và học cho làm cho việc học của chúng ta tốt hơn. Thời gian qua, các cấp các ngành chức năng trên địa bàn thành phố cũng quan tâm chú trọng triển khai các thiết chế văn hóa, các địa điểm vui chơi cho trẻ em. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân các quận huyện đã ưu tiên nguồn lực đầu tư các cơ sở vật chất, trang thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em. Đến nay, toàn thành phố có 40 nhà văn hóa, 41 khu thể thao, 16 khu vui chơi giải trí và 33 khu công viên vườn dạo có bố trí các thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em. Tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023, lãnh đạo thành phố cũng đã khẳng định đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho phát triển. Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thành phố đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng, trường học, gia đình đặc biệt quan tâm, tập trung đầu tư ngân sách, vận động mọi nguồn lực để giúp đỡ chăm sóc trẻ em, xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi, các chương trình hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên thực tế, thời gian nghỉ hè của học sinh kéo dài gần 3 tháng, trong khi đó các bậc phụ huynh vẫn phải đi làm cả ngày, nên việc đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này cũng là vấn đề nan giải. Việc mang đến một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, phù hợp và bổ ích sẽ giúp trẻ phát triển nhân cách, đồng thời giúp các em được nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý thoải mái khi bước vào năm học mới.